Các em Hạ My này, hót này, các em cung nước múa này, các em cá cảnh, các em cún mưu ở các nhà các anh chị đã hoàn thành 12 năm đèn sách phổ thông đây, tốt nghiệp trung học phổ thông rồi đây. Bây giờ trước mắt là có rất nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học để cho các anh chị chọn ra, tiếp tục phấn đấu học giỏi ra, vào top 1 là phấn đấu về rèn luyện là thể chất này, tư cách đạo đức này, tư cách đạo đức là quan trọng nhất lắm đấy. Nếu mà không ngoan khi học xong rồi thì cũng không ai tuyển dụng đâu. Tư cách đạo đức là quan trọng nhất đấy mà. Đấy. 12 năm các anh chị đã hoàn thành rồi, tốt nghiệp rồi. Kia quảng trường đại học đang đợi các anh các chị đây. Cún mưu chó mèo cá cảnh các loại là ta hồ mà vui vẻ nhá.